Giờ là các bác nhá, chào mừng toàn thể có quay trở lại kênh Đặng Tí Nauru ngày hôm nay nhá. Và tiếp tục video thì ngày nay bên Đặng Tí Nauru sẽ giảm giá cho anh em mình 6 chiếc quản lý nguồn nhá. Sẽ có 6 chiếc quản lý nguồn DVX tiếp tục giảm giá các bác. Và thực sự là anh em là các bác đang yêu cầu em giảm giá này rất là nhiều. Thực sự là em sẽ bán cho anh em này với 6 chiếc quản lý nguồn này thôi. Đây là một dòng sản phẩm rất tiện ích cho các bác nhá. Thì như bác nào đã biết rồi, đây là một dòng sản phẩm các bác nên có trong bộ dàn các bác. Nhà bác nào dùng nhiều thiết bị hoặc dùng bộ dàn âm thanh thì không thể thiếu rồi. Đây là một dòng quản lý nguồn, anh em phải cắm tất cả đằng sau có 8 ổ cắm đây, 8 ổ cắm chân bằng đồng, và đằng trước 2 ổ là 10 ổ tất cả. Và đặc biệt dòng này rất tiện lợi, anh em phải bật tắt từng cổng một đây, có đồng hồ báo số vôn, và đặc biệt an toàn nhất là khi sự cố án sẽ nhảy luôn, nó sẽ bảo vệ tất cả các thiết điện các bác. Đấy, anh em mới vào ủng hộ kênh Đặng Tí Nauru Sumo Live nhé. Các bạn theo dõi video ủng hộ cho mình like và đăng ký kênh cho em nhé. Hãy để lại em Đặng Tí Nauru Sumo Live. Đấy, nó sẽ bảo vệ tất cả các thiết điện các bác, rất an toàn luôn. Được chưa? Đấy, có đồng hồ báo số vôn các bác này. Và dây nguồn này cực kỳ lớn nhá, anh em yên tâm chịu tải nhá. Bác nào làm sự kiện thì quá yên tâm rồi. Dùng gia đình thì rất tiện lợi rồi. Đây. Có dây nguồn cực kỳ lớn chịu tải nhá, thoải mái luôn. Đấy, đằng sau có 8 ổ cắm rồi. Đây mình có thể bật tắt từng cổ một này. Đấy. Rất tiện lợi luôn. Đấy, và cắm tất cả các thiết điện vào đây, và đặc biệt nó rất an toàn rồi, sự cố phát áp sẽ nhảy luôn, nó bảo vệ tất cả các thiết điện các bác. Và ngày hôm nay em sẽ giảm giá cho anh mình 6 chiếc thôi. Thực sự là cái dòng này em bán quá nhiều rồi đấy, vì các bác đặt hàng quá nhiều, cái yêu cầu em giảm giá tiếp. Giá thường ngày vẫn bán các bác là 1.700.000 một chiếc. Anh em mua quản lý nguồn đã biết rồi, em vẫn bán các bác là 1.700.000 một chiếc quản lý nguồn này. Nhưng ngày hôm nay bác nào chốt nhắn tin qua cho em chốt quản lý nguồn cho em, đặc biệt ngày hôm nay cho bác nào chốt nhắn tin cho em nhá. Hiệu chốt quản lý nguồn nhắn tin cho em chốt quản lý nguồn 1.250.000 thôi, em giảm giá còn 1.250.000 một chiếc, em bao ship 7 một năm. Và tất cả các mua hàng bên em yên tâm nhận hàng, kiểm tra thanh toán không còn đặt cọc, đây là uy tín bên em rồi. Chốt nhắn tin qua số chốt quản lý nguồn cho em 1.250.000, 1.250.000 một chiếc bao ship. Bác nào lấy nhắn tin cho em chốt quản lý nguồn nha, chốt quản lý nguồn 1.250.000, cực kỳ rẻ nhá, 1.250.000 để bao ship, chốt quản lý nguồn. Bác nào lấy nhắn tin qua số em nha, chốt quản lý nguồn cho em 1.250.000 một chiếc. Được chưa? Tất cả dòng sản phẩm này rất tiện ích rồi, chỉ 1.250.000 có đúng 6 chiếc ngày hôm nay cho 6 bác nào nhanh tay thôi. Bác nào lấy nhanh tay nhắn tin cho em nhé, còn ngoài 6 chiếc sẽ quay về giá là 1.700.000 nhá. Nên là bác nào có nhu cầu thực sự muốn sở hữu dòng chiếc quản lý nguồn này thì nhanh tay hãy nhắn tin cho em, chốt quản lý nguồn cho em 1.250.000 một chiếc, em bao ship các bác, bảo hành 1 năm, nhận hàng, kiểm tra thanh toán không cần đặt cọc, đây là uy tín của bên em luôn. Đấy, đằng sau có 8 ổ cắm này, rất tiện lợi luôn, đằng trước 2 ổ là 10. Đấy, đấy, đặc biệt là anh em dùng cái này nó rất an toàn, là tất cả khi nhà bác có sự cố gì nhá, át sẽ nhảy, nó bảo vệ tất cả các thiết điện các bác. Đấy, rất tiện lợi luôn, phải nói xong sản phẩm rất tiện lợi. Nên bác nào có nhu cầu thì nhanh tay thôi nhá, vì số lượng cũng không có nhiều quá nhá. Anh em nhìn dây nguồn này, cực kỳ lớn nhá, cực kỳ to luôn, cái dây nguồn đầu vào này. Có 6 chiếc được giảm giá thôi. Bác nào có nhu cầu hãy nhắn tin luôn qua số điện thoại cho em 0916957888 nhá, kiểu chốt quản lý nguồn nha, 1.250.000 một chiếc thôi. Chỉ 1.250.000 một chiếc quản lý nguồn này. Em bao ship bảo hành 1 năm, nhận hàng, kiểm tra thanh toán không cần đọc, không cần cọc. Đấy, còn ngoài 6 chiếc ngày hôm nay nhá, chỉ có 6 bác thôi. Cho ngoài 6 chiếc quay về giá 1.700.000 nhá, anh em lưu ý cho em, ngoài 6 chiếc quay về giá 1.700.000. Còn ngày hôm nay bác nào chốt thì cứ nhắn tin cho em qua số điện thoại em, chốt quản lý nguồn, kiểu chốt quản lý nguồn 1.250.000. Giá thực sự anh em này nó quá tuyệt vời rồi, tầm giá để có chơi. Đây, đằng sau có 8 ổ cắm cho bác này, đằng trước 2 ổ là 10. Nên anh em mình cứ yên tâm nhá, bác có lấy thì nhanh tay liên hệ cho em nhá. Nhanh tay liên hệ cho em, cực kỳ tốt rồi, với tầm giá này anh em mình thoải mái luôn nhá. Ok chưa, bác có lấy thì nhắn tin cho em nhá, chốt quản lý nguồn cho em, chốt quản lý nguồn cho 1.250.000, em bao ship 7 một năm. Đấy, em bao ship 7 một năm, chốt quản lý nguồn cho em. Anh em lấy thì nhắn tin cho em nhé, anh em lấy thì nhắn tin cho em nhé, chốt quản lý nguồn nha, 0916 này, 957808, chốt quản lý nguồn cho em. Đây, và tiện đây em cũng xả cho anh em một đôi loa, sẽ là một đôi loa lời này. Thì cái loa này thì em còn một đôi, thì một chiếc nó bị vỡ cái củ kèn này này. Đây, cho anh em mình xem nhé, em thấy lý rẻ luôn cho em mình thôi. Đây, cái củ kèn nó kia, đây, một chiếc em để trong này rồi, tí cho anh mình xem, đây này, nó bị gãy mất củ kèn thôi. Đấy, cái họng kèn bị gãy rồi. Thì em sẽ thanh lý cho em đôi loa này. Thì một chiếc vẫn còn zin này, đây loa nở nhá. Một chiếc thì còn zin. Thì một chiếc nó bị gãy củ này này. Anh em về có thể tự mua. Để mua ngoài đặt trên Shopee nó cũng có mà. Em thì em không có thời gian, thì bác nào lấy thì em bán thanh lý cho bác cái đôi loa lời này. Đây, thì một chiếc sẽ củ cái củ chèn này nó bị gãy này. Đấy, nó bị gãy củ kèn này này. Đấy, củ kèn nó bị gãy. Nên nó sẽ bán thanh lý cho anh em làm nhanh tay nhá. Bán thanh lý cho anh em nhanh tay.
Đấy, một chiếc thì nó còn zin như này, đây một chiếc 2W16 này. Đây dòng LL nhá. Một chiếc thì nó gãy củ kèn. Cứ nói rõ cho em luôn là như thế, một chiếc thì gãy củ kèn. Đấy củ gãy mất cái củ kèn này này. Đấy, còn một chiếc thì zin như này. Thì thanh lý cho anh em nhá. Anh em ủng hộ cho một like nào. Các bạn ủng hộ cho em đăng ký nó xem like và đăng ký kênh em nhá. Hay để lại em một like. Thì em cũng thanh lý luôn cho các bác cái dòng loa này. 2W16. Đây thì nó cứ nói rõ luôn cho anh em nhìn thế nhá. Đây kìa, một cái này nó bị gãy củ kèn đi kìa. Thì cũng thanh lý luôn cho các bác nó dễ. Bác có lấy cái loa này thì nhắn tin cho em gãy chốt loa gãy kèn cho em. Đấy. Em thanh lý luôn, hàng zin hết nhá nhưng mà nó gãy củ kèn thôi. Chốt loa gãy kèn em bán thanh lý hoặc đôi loa này 1.300.000 bao ship. Rất rẻ thôi, 1.300.000. Anh em về mua củ kèn à mua cái phễu kèn thì thay vào cho em nhá. Có một đôi nhất bao lấy nhắn tin cho em chốt loa gãy kèn cho em. Chốt loa gãy kèn bán 1.300.000 một đôi. Con này em bán thực sự bác là nó còn kiên kèn thì em bán là 2.500.000 nhưng mà thôi thì 1.300.000 cho bác lấy. Chốt loa gãy kèn cho em, loa bãi nhá. Đấy, chốt loa gãy kèn cho em. Đấy, chốt loa gãy kèn cho em 1.300.000 em bao ship bác. Nói chung là rất là rẻ luôn. Đấy, rất là rẻ cho bác luôn. Chốt loa gãy kèn, chốt loa gãy kèn cho em. Đấy, chốt loa gãy kèn 1.300.000 thôi. 1.300.000 bán nói chung là bán hết giá để có chơi rồi. Tầm giá của bác rẻ như bèo. Thực sự bác là cái tầm giá rất là rẻ để bác chơi. Nếu bác nào có nhu cầu thì nhanh tay nhắn tin cho em chốt loa gãy kèn cho em 1.300.000 thôi. Hàng này thực sự bác là quá rẻ. Bán đến cho anh em mình rất là rẻ. Nếu bác nào có nhu cầu thì nhắn tin cho em nhé, chốt loa gãy kèn 1.300.000. 1.300.000 em bao ship qua. Đấy một chiếc thì còn zin như này, còn một chiếc thì nó sẽ bị gãy cái phễu kèn này này nên em thanh lý luôn. Đấy gãy cái phễu kèn này bán luôn thanh lý qua 1.300.000 thôi. Rất là rẻ luôn, phải nói là rất là rẻ, bán rất là rẻ luôn. Nên là anh em nào có nhu cầu thì alo ngay cho em Đặng Tín nhá, hãy alo ngay cho em Đặng Tín để sở hữu cho mình một đôi loa này, nó rất là rẻ, nói chung là thanh lý cho các hết giá rồi. Nên là bác nào mà có nhu cầu thì alo ngay cho em. Cực kỳ rẻ. Đấy, chốt loa gãy kèn cho em 1.300.000. 1.300.000 thôi. Em bao ship cho bác. Đấy. Một loa thì còn nguyên, đây một loa thì nó gãy mũi kèn này này, tôi vận chuyển đây này. Đấy, một loa gãy mũi kèn này, tôi vận chuyển lên thanh lý luôn. Đấy, cái củ kèn thì em cất đi rồi nhá. Vẫn còn nguyên cái củ, còn cái phễu trên thì nó gãy mất rồi. Thế thanh lý cho em 1.300.000. Đấy, 1.300.000. Rẻ như bèo. Nói chung là chẳng may nó gãy mất cái này thì thôi bán rẻ quá thôi. Đấy, chả phải lời lãi gì nữa rồi. Đúng không các bác? Đấy, bao lấy thì nhắn tin cho em nhá. Chốt loa gãy kèn 1.300.000, em bao ship một đôi. Một đôi này thì zin, một đôi kia thì gãy. Đấy, và nhắc lại cái quản lý nguồn này, bao lấy thì nhanh tay liên hệ cho em nhá. Đấy, nhắn tin qua số điện thoại chốt quản lý nguồn cho em. À này thì cực kỳ đẹp rồi, chốt quản lý nguồn cho em. 1.250.000 một chiếc, em bao ship 715, chỉ 1.250.000 thôi. Em bao ship 715, đây đằng sau có 8 ổ cắm. Đằng trước có 2 ổ làm 10, có đồng hồ thôi thị vào số đồng hồ thị số vô này. Đấy mình bật tắt từng cổng một rất là tiện luôn. Mình bật tắt từng cổng một, đấy, tiện cực kỳ luôn. Được chưa? Át tổng này, khi sự cố át nó sẽ nhảy luôn, nó sẽ áo nhảy luôn, riêng sự cố át nó sẽ nhảy luôn. Đấy, còn bác nào lấy thì nhanh tay nhắn tin cho em nhá. Chốt quản lý nguồn cho em, 1.250.000. Hàng này thì thực sự anh em mình nó quá là đẹp rồi, và là hàng xịn. Bảo hành 1 năm và mua hàng bên em anh biết rồi đấy. Cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em Đặng Tín, không cần phải đặt cọc cái gì cả, đây là uy tín của bên em. Anh cứ yên tâm, các bác cứ yên tâm như thế nhá, cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đây dây nguồn đầu vào này. Cực kỳ to luôn, dây này thì cực kỳ lớn rồi. Đây anh em cứ đảm bảo cho em cái độ tải của nó nhá. Vì em là đơn vị làm sự kiện nữa rồi nên cái yên tâm em dùng cái dòng này thì thoải mái luôn. Đấy, quan trọng là anh em bỏ tiền ra nó phải xứng đáng. Nói chung là các bỏ tiền ra sử dụng cái này rất là hay luôn. Nó rất là tiện ích, quan trọng là rất là tiện ích cho các bác. Đấy. Nó vừa bảo vệ các thiết bị điện các bác và vừa là tiện ích, chỉ 1.250.000 một chiếc thôi. Nên anh em nào lấy thì nhắn tin luôn qua số điện thoại em chốt quản lý nguồn cho em. Chốt quản lý nguồn. 1.250.000 thôi. Nói chung là giá là hợp lý quá cho các bác rồi. Tầm này anh em mình chơi cái dòng như này thì quá là tuyệt vời, trong tầm giá của bác bỏ ra thì không phải nghĩ ngợi gì. Đấy. Tổng là 10 ổ cơ. Đây và các bác lưu ý này, mình có thể bật tắt là chẳng ổ số 1 mình bật tắt ổ số 1 đây, số 2 bật tắt ở số 2 luôn. Đấy này bác bật tắt từng cổng một, bắt tất các cổng nào cũng được. Đấy có khi mình tắt đây này. Thì nó sẽ tắt từ cổng 8 về cổng 1. Anh em này, nó tắt từng cái một này, bác thấy chưa? Đấy sẽ bắt tắt từng cái một về này. Đấy, tắt từng cái một. Được chưa? Khi mình bật đây này. Nó sẽ bật từ cổng 1 đến cổng 8. Đấy, nó rất là hay như thế nhá anh em nhá. Đấy nó rất là hay như thế. Đấy, được chưa? Đấy sẽ tắt. Cực kỳ hay luôn. Đấy nên anh em lưu ý nha em nhá.
Đấy, dòng sản phẩm nó quá tiện ích rồi, nên bác nào có nhu cầu đấy, cái lấy cái loa lời gãy kèn cái thì liên hệ cho em nhé, chốt loa lời gãy kèn cho em. Em bán cho mình 1.300.000 bao ship, nó bị gãy một cái kèn. Đấy, anh lý cho em mình một đôi. Đấy, rẻ luôn cho các bác. Còn bác lấy cái quản lý nguồn này là 1.250.000 em bao ship nhá. Và xin chào các bác nhá, bác nào nhu cầu liên hệ với em nhá. Chào các bác nhá.